Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý khán giả đang đồng hành cùng với chương trình của Phong Thủy May Mắn. Quý vị thân mến, truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ, trồng cây đã từ lâu in đậm vào trong tâm thức của người Việt. Dù có đi đâu, về đâu, bất cứ ai khi đi xa về cũng muốn quay về nhà sum vầy bên bữa cơm gia đình, thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên để tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Ngôi nhà là nơi chứa đựng tất cả những điều tuy bình dị mà vô cùng thiêng liêng ấy. Đời người cũng coi việc xây nhà là chuyện đại sự, không thể làm cho xong mà không tuân thủ các nguyên tắc trong phong thủy nhà ở. Vậy, các yếu tố cần để có thể xây được một ngôi nhà đem lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ là gì? Các chuyên gia phong thủy đã lý giải điều này. Xây nhà cần xét đến các yếu tố kim lâu, hoàng ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mộ kỷ đồ thiên, mộ long biến vận, và yếu tố quan trọng nhất là phải xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phàm mà hướng lại tốt thì xây không gì cân bằng. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hung họa bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trước tiên, để xây được một ngôi nhà, ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên thì ta xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý gia chủ tuổi Canh Tuất 51 tuổi. Theo cách tính này thì phạm phải kim lâu tử kỵ con. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ mang họa tới con cái ốm đau liên miên, khó nuôi dạy nên năm 2020 không thể xây nhà được, nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cắt lành hay không. Xét đến hoang ốc, năm 2020, người tuổi Canh Tuất theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải lục hang ốc. Lục ốc tạo ra bất khả thành, gia chủ làm nhà tuổi này cũng bị phạm, khó mà thành đạt trong công việc được. Còn xét đến tam tai thì người tuổi Canh Tuất cần tránh các năm tam tai Thân, Dậu, Tuất. Năm làm nhà 2020 Canh Tý, theo cách tính thì gia chủ sinh năm 1970 Canh Tuất sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Năm này phạm phải kim lâu tử kỵ con. Nếu gia chủ mà làm nhà thì sẽ mang tai họa tới con cái ốm đau liên miên khó nuôi dạy. Tuổi này phạm phải tam tai chớ có làm nhà, lục hang ốc. Lục ốc tạo ra bất khả thành, gia chủ làm nhà tuổi này cũng bị phạm, khó mà thành đạt trong công việc được. Nếu muốn làm mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cắt lành sau: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm vào kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên, tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cát lành may mắn hơn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng mình chuẩn bị xây và các hung của từng năm 2020. Mời quý vị và các anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1970 Canh Tuất nam mệnh thuộc cung Chấn Mộc, nữ mệnh thì thuộc cung Chấn Mộc. Xét đến việc xây nhà như sau: với nam mạng Canh Tuất cung Chấn xét theo cung mệnh thuộc đâm tứ mệnh, người mệnh Chấn Mộc bốn hướng tốt: đông phục vị, bắc thiên y, đông nam diên niên, nam sinh khí. Bốn hướng xấu: tây nam họa hại, tây tuyệt mệnh, đông bắc lục sát, tây bắc ngũ quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi Canh Tuất 1970 nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào. Đầu tiên đó là hướng bắc, gồm có ba sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ thái tuế tại Tý. Hướng bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng Tý, phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Canh Tuất 1970 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao tự môn thổ, hướng đông bắc tự quái là cấn. Chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ.
Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ hai đó là hướng Nam, gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm 2020 xây nhà đại cát. Vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng và làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi 1970 Canh Tuất Nam mạng ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc, hướng đông tự quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát lành và thuận lợi. Nếu học công vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải được những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Thứ ba đó là hướng Đông, gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Phạm Ngũ Hoàng Đại Sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ lòng biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Tuổi Canh Tuất xây nhà và ở hướng Đông thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Thứ tư đó là hướng Tây, gồm có ba sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới trong năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4 và 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để được khởi công động thổ, được cát lành và may mắn. Tuổi Canh Tuất Nam mạng xây nhà hướng Tây thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Canh Tuất khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tuất 1970.
Tiếp theo, đó là hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm Canh Tý, Bắc Bạch tài tinh đáo đến, Bắc Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh, nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi, phạm tam sát tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tô tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Với nam mạng Canh Tuất 1970, xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ. Mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở nhà hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Canh Tuất đang ở nhà hướng Tây Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tuất 1970 nam mạng. Hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý 2020, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh, nên trong năm Canh Tý xây mới hay là tu tạo rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và 9 âm lịch, nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4 và 6 âm lịch. Tuổi Canh Tuất nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc và tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Canh Tuất đang ở nhà hướng Đông Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tuất 1970. Tiếp theo, đó là hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020, Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ, phạm mộ lòng biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào tháng cắt lành tháng 3 và 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Canh Tuất xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng, được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa và giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Và hướng cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Canh Tý sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm Canh Tý Sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Người tuổi Canh Tuất 1970 mà ở nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí,
cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý, như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải kết cục nhà không hợp với 10 tuổi canh tuất 1970. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã được Phong Thủy May Mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà trong năm 2020 cho người tuổi canh tuất 1970 nam mạng. Còn đối với nữ mạng thì sao? Mời các bạn theo dõi tiếp video. Với nữ mạng canh tuất cung chấn xếp theo cung mệnh thuộc đông tứ mệnh, người mệnh chấn bốn hướng tốt thuộc đông phục vị, bắc thiên y, đông nam diên niên, nam sinh khí, bốn hướng xấu tây nam họa hại, tây tuyệt mệnh, đông bắc lục sát, tây bắc ngũ quỷ. Tuổi canh tuất 1970 nữ mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung. Đầu tiên đó là hướng bắc gồm có ba sơn nhâm tý quý 337,5 độ đến 22,5 độ thái tuế tại tý, hướng bắc là chính thái tuế với nhà tòa ngọ hướng tý phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi canh tuất 1970 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh, hợp với hướng thiên y thuộc sao cự môn thổ, hướng đông bắc tượng quái là cấn. Chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách quan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ hai, đó là hướng nam gồm có ba sơn bính ngọ đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm canh tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng giêng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi 1970 canh tuất nữ mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học công vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học hay là giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Tiếp theo đó là hướng đông gồm có ba sơn giáp mão ất 67,5 đến 112,5 độ phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm sẽ được nhiều may mắn cát lành hơn, vì ngôi nhà là nơi chúng ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức vợ vào thân. Tuổi canh tuất xây nhà và ở hướng đông thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa hôn lường. Vì vậy với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Thứ tư đó là hướng tây gồm có ba sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm canh tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát.
Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không được xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới trong năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần phải liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Canh Tuất nữ mạng xây nhà hướng Tây thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim tượng quái là đoại. Chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Canh Tuất khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở hướng Tây rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tuất 1970. Tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm có 3 sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 Bắc Bạch tài tinh đáo đến, Bắc Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không được xây mới trong năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6 và 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Với nữ mạng Canh Tuất 1970 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp thì cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào hung họa do xài hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Canh Tuất đang ở nhà hướng Tây Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tuất 1970 nữ mạng. Hướng tiếp theo chúng ta cần xét đến đó là hướng Đông Bắc, gồm có 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4 và 6 âm lịch. Tuổi Canh Tuất nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Cảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Canh Tuất đang ở nhà hướng Đông Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tuất 1970. Hướng tiếp theo chúng ta cùng xét đến đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn Tống Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ lăng biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì tròn vào ngày tháng cát lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên sau Đông Chí mà làm.
Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Canh Tuất xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh nên hợp hướng, được xin niên là sao Vỗ Cúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành. Nếu thấy khó khăn kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa và giường về phía xin niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng pháp khí trấn trạch, vượng long phù chủ trước khi xây nhà để được may mắn cắt lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Và hướng cuối cùng chúng ta cần xét đến đó là hướng Tây Nam, gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Canh Tý sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi là sẽ rất cát. Người tuổi Canh Tuất 1970 mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những tổng hợp chia sẻ của các chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam về xem tuổi xây nhà cho người sinh năm 1970 Canh Tuất cả nam mệnh và nữ mệnh. Nếu quý vị có đang phân vân chưa biết nên làm nhà hướng nào tốt, mượn được tuổi làm nhà thì video này chính là video hữu ích cho quý vị. Để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn, quý vị hãy đóng góp cho chúng tôi bằng cách bình luận bên dưới video này. Quý khán giả cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận được những giá trị về tâm linh, phong thủy, chính tông. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Phong Thủy May Mắn trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị luôn may mắn, thành công trong cuộc sống và xây được ngôi nhà ưng ý, rước được thần tài, chiêu được quý nhân giúp đỡ để ra sự cát tường, hợp gia hoàn hảo.